Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại ở nhà của mình các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ ra quay cho bạn xem cái nhà của mình. Hôm trước mình mới nói mình hôm nay sẽ quay, mình sẽ quay cho các bạn xem cái nhà. Cũng lâu lắm rồi mình chưa ra quay cái nhà của mình. Mình đi đi Đồng Nai về các bạn ạ. Về được mấy ngày thôi các bạn. Đưa mấy trẻ con đi trẻ con về thôi các bạn. Giờ mình sẽ quay cái nhà cho bạn đơn sơ. Nhà mình mới vừa về được mấy ngày rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi quay cho bạn xem cái nhà của mình, từng chi tiết cái nhà của mình nha. Bây giờ mình sẽ quay các bạn đằng trước cho bạn xem. Thì các bạn thấy hay thì các bạn comment bên dưới, đăng ký kênh, like và đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình. Giờ các bạn ủng hộ kênh của mình ra nhiều, rất là nhiều video nha các bạn nha. Đăng ký kênh các bạn, nhớ nút đăng ký kênh ở bên dưới nhanh nha. Các bạn ấn nhanh lên không thì hết nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, rất là nhà mình đây. Đấy, đây, đây nhà mình đây không ạ. Mình cũng biết làm gì đâu các bạn. Đây là dưới bãi nhà mình. Bây giờ mình sẽ lên nhà cho bạn xem. Nhà mình chỗ kêu tắm mình làm các bạn, rất là xấu luôn. Che gì che được ạ. Ở trong kia nó ngoài đường nó nhìn ra ấy các bạn. Ngoài đường kia nó nhìn xe máy chiếu vô mình thấy mình tắm các bạn ạ. Rất là hay luôn. Ở Yên Bái là đi lên bằng cầu thang. Cầu thang lên trời các bạn, hỏi ông trời các bạn. Đấy. Thằng em này đang ngồi đây. Mình sẽ lên cho bạn xem nhà cho bạn xem. Nhà mình cũng muốn nát lâu lắm rồi mình chưa sửa cái nhà được các bạn ạ. Năm sau là mình bây giờ cái nhà rất là đơn sơ thôi các bạn, không đẹp lắm. Đấy nhà mình đây các bạn. Nhà không đẹp lắm đâu các bạn. Rất là xấu luôn. Đấy. Đây là nhà sàn của Yên Bái. Vậy các bạn. Từng đây. Thì hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem cái nhà của mình. Giờ rất là nhiều video ủng hộ kênh của mình. Để kênh các bạn đăng ký kênh ủng hộ nha. Bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem.